Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường triết lý 17.5 nhé anh em. Rồi, ở đầu game thì mình đã có được một cái loại công nghệ khá là ngon từ cái việc tích chuỗi thắng hoặc là chuỗi thua. Thì anh em sẽ có được gấp đôi cái lượng lợi tức khi mà anh em có được những cái chuỗi này. Nhưng em đã thấy thì ở sau 5 trận thua thì nếu như mà vòng tiếp theo mình thua tiếp thì mình sẽ có được 17 tiền. Đấy. Sau đây mình sẽ đánh auto chuyện thua để xem là có thể lật kèo được với cái lõi giữ vững không phong độ này hay không nhá. Ok, đầu game thì mình đang dép bằng Thượng Long, Đấu Sĩ Hóa Hình và Băng Hội. Kiểu như Thượng Long thì anh mình thua thì cũng có được thêm vàng ấy. Và dễ kiểu như là dễ dàng úp cấp và kiểu như là sẽ về late game sẽ ngon hơn. Sức sống mới, tụ điện và năng lượng xanh. Chắc mình sẽ lấy sức sống mới đi. Có Nila luôn. Gna này. Thế là trận này mình sẽ chơi cho anh em xem một cái bài bài hóa hình tiếp nhở. Cái bài hóa hình này thì nó cũng rất là mạnh và nó cũng khỏe nữa. Kiểu hóa hình thì mình sẽ dồn đồ sang cho JC. Nếu không thì anh em mình có thể với những lựa trang bị này thì có thể lắp một cái cuồng đao cũng được rồi này. Cái thú tượng, phong kiếm, không thì một cái giáp lửa cũng khá là hợp lý. Nhưng mà để từ từ đi, trận này mình đang muốn nhiều nhiều chuỗi thua một tí nhá. Nhiều nhiều chuỗi thua một tí thì anh mình mới gọi là đánh cho nó máu chiến được. Rồi, Halibir. Bạn này thì có con Ngộ Không nhìn khá là chất. Kiểu như là có vô cực này, Rìu của Raven 100 stack này. Nhiều tiền vãi. Thêm một cái BF luôn ngon nhờ. Nhìn chung thì cái Rìu của Raven này là một trong những cái trang bị mà hack tiền cực kỳ xịn. Và đây là trận thua thứ 7 rồi. Thường thì anh em lấy cái chuỗi này, lấy cái lock này thì hay đánh chuỗi thắng. Còn mình thì sẽ thử gọi là đánh chuỗi thua xem sao nhá, xem là có thực sự là giòn hay không. Ui, nhiều tiền kinh khủng. Cấp 6 bằng 3.3, cấp 7 rồi này. Mình đã có thêm 50 tiền nữa, eo ơi. Quá giàu luôn. Mà anh em thua ấy thì chúng ta đừng có để thua nó đậm quá. Phải căn sao cho nó thua vừa phải thôi. Thua sương sương thôi. Chứ thua nhiều quá là có thể là đi luôn đấy. Đi luôn là sợ lắm. Là coi như là hút luôn. Bạn này có con măm măm phiên bản thuật sĩ này, nhìn khá là ghê. Và có con Kai'Sa linh thú mới nhìn đẹp phết nhờ. Coi nào. Ui nó khỏe kìa. Nghe chút nữa mà có thêm cái quyền trượng tinh thần hoặc là kiếm súng thì thôi. Măm măm này nó khỏe thì mệt với nó luôn đấy anh em ạ. Mệt luôn. Ủa vẫn bị thua. Hay thua rồi kìa. Mình xem nào. À mình cũng thua đấy, ngon. 8 trận thua liên tục rồi. Đi chợ nào. Có Gray, có JC. JC hóa hình. Hát đại ca thì có con siêu du nhìn khá sớm này. Thêm cả huy hiệu Ngọc Long luôn. Ngon đấy nhở. Dạo gần đây tôi thấy ít anh em chơi Ngọc Long lại vãi. Phiên bản trước thì nhiều anh em chơi Ngọc Long. Phiên bản lần này thì ít anh em chơi kiểu nó giảm thực sự luôn á. Anh em chắc là chỉ có thể gọi là nên lắp cái gì đây ta? Nghe, theo anh em là mình nên lắp cái gì đây? Nên mình lấy cái đai máu để có thể tính thêm một cái giáp máu cho nó trâu. Xay ra này cũng được này. Hay là mình xoay bài sang xay ra luôn nhỉ. Bão lông vũ. Cũng có vẻ giòn. Nhiều tiền thì có nhiều thuật rồi. Tại vì trận này mình đang muốn đánh Olaf anh em. Đang fit con Olaf ở tuyến đầu kia cho nó được nhiều stack của nội tại. Rồi AoE Nguyệt tộc. Bạn này có con măm măm nhìn khiếp thật.
không phải là kiếm súng hay stake. Bạn này đã lựa chọn một cái cuồng đao để giúp cho Mam Mam được thêm nhiều tốc độ đánh hơn. Cũng là một sự lựa chọn ổn áp. Mình thì mình vẫn thích kiếm súng hơn cho nó nhiều hồi máu. Ồ, có vẻ như đây là trận thua thứ 10 rồi anh em ạ. Anh em đã fix gọi là 10 trận thua bao giờ chưa? Comment ngay cho mình biết nhá. Trước đây là có thần tài thì anh em mình fix chuỗi thua hoặc là ngoại binh còn ngon. Bây giờ là không có thần tài, không có ngoại binh mà mình vẫn thích chuyện thua. Tại vì căn bản là nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều vàng. Olaf 2 này, sẽ luôn ngay ở đây luôn đi. Không còn nhiều thời gian nữa. Soraka vào đây cho nó hồi máu lại nhá. Yasuo, Zoe, Nila. Nila chắc là không chơi cho nên mình sẽ bán ngay. Để coi nào, đồ đạc như thế nào đây nào. 10 trận thua liên tục rồi, cố gắng dãy thôi. Oh, mình sẽ lắp một cái cuồng đao. Con này bán. Aurelion Zone à, trời ơi, Jayce này. Tại sao ra Aurelion Zone nhỉ? Thượng Long có vẻ độ quá. Nhưng mà thôi, trận này mình sẽ không chơi Thượng Long đâu. Kẹp tạm Thượng Long vào cho nó lấy búp cái hệ thôi. Đây, hóa hình đi. Có vẻ như hơi cồng kềnh rồi. À, lắp một vài những trang bị thêm đi. Đây, không biết là ăn được bạn này hay không này, hay là trận thua thứ 11 đây. Ồ, Soraka bút máu dồi dào phết. À, có vẻ như mình ăn được rồi này. Ok. Trận thắng đầu tiên sau 10 trận thua liên tục. Được. Rồi, xem nào, con này không chơi. Nidalee, hai con Suizu. Nghe đang hơi băn khoăn anh em ạ, hơi bị cà cuống một chút, anh em thông cảm. Giờ chắc là mình phải quyết đoán hơn thôi. Chiến lợi phẩm này. Lấy chiến lợi phẩm vô đi. Sai ra à? Hay Karim. Hai Nila luôn, trời ơi, bát luôn à. Ồ, Savannah, vậy là chúng ta đã có được 4 hóa hình rồi. Có vẻ được. Con này thêm vào đây. 4 hóa hình này ngon này. Kẹp thêm Sayra vào đây đi. Mình sẽ lắp một vài những trang bị dành cho Sayra nhá. Soraka. Hay là chơi 4 cuồng long trước. À, 6 cuồng long trước. Tạm thời thì cứ giữ như thế này đi. 6 cuồng long và 4 hóa hình. Không chơi Soraka nữa. Nó hơi bị vướng víu anh em ạ. Và chắc là mình sẽ lắp thêm một cái gì đây nhỉ? Huyết kiếm hay là gì đấy không? Ui ơi, cửa đa với những trang bị giáp máu và giáp lửa như này thì tôi thấy cũng rất là trâu rồi. Cố lên. Vịt chạy à? Ui bạn này nhìn xanh vãi. Nhưng mà có vẻ như chúng ta đã là một người đầu tiên đánh bại được cái bạn đó. Vại chay này. Vại y chay này. Ok. Đầu game đến giờ chưa ai đánh bại được luôn ấy. Mà mình đánh bại được là có một kỳ tích lớn rồi. Ghi được cái dấu ấn rồi đúng không anh em? Gray. Xảy ra các kiểu đâu. JC2 này. Ok. Hecarim 2 ok luôn. Xin luôn. Đội hình nhìn hơi ghẻ ghẻ tí. Nhưng mà vừa có công vừa có thủ. Mình muốn lấy đồ của con Gna sang cho con kia ghê á. Như thế này chắc là ngon hơn này. Nhưng mà để từ từ đã. Rồi, Cabinet Savigon. Bạn này thì có con Kai'Sa nhìn khá là chất lượng. Nhưng mà chắc là anh ta đang cần thêm một cái găng bảo thạch và vô cực kiếm để có thể tối ưu về sức mạnh của Kai'Sa hơn. Ăn được luôn. Bây giờ là anh em mình lại đánh theo chuỗi thắng. Hết chuỗi thua rồi bây giờ lại chuỗi thắng đúng không? Để xem là mình có được bao nhiêu chuỗi thắng không nhá. Cố gắng dồn nhiều nhiều chuỗi thắng chút.
để cho nó tối ưu cái lõi, giữ vững phong độ luôn. Ở phiên đi chợ lần này thì chúng ta có thiều vàng, và thiều vàng thì anh em mình cũng không lắp được cái gì cả nhỉ. Kim Long cũng không, Pháp Sư. Mình sẽ lấy một cái gậy này cho chắc đi anh em ạ. Chứ bây giờ mà anh em mình cứ đâm đầu vào thì ấy là cũng không 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 giải quyết được vấn đề gì. Tại vì hiện tại là ấn Cuồng Long thì anh em cũng không thể nào mà lắp được nữa rồi. Cho nên là lấy làm gì đâu, đúng không? Đam mê làm gì? Savannah, ui trời ơi, level 8 có hai Savannah. Một cái quyền trượng dành cho Savannah luôn chứ còn gì nữa. Ngại gì nữa. Bảo Long. Bảo Long Swim chắc là không được rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ giữ nguyên cái form bài như thế này đi. Khả năng nó sẽ tương đối mạnh ở tầm khoảng gần cuối game. Cuối game thì mình nghĩ là đội hình Tứ Long vẫn là đang là một trong những đội hình mạnh nhất server. Rồi, bạn này cũng là một người chơi cầm lõi giữ vững phong độ. Nhưng mà liệu rằng anh ta có comeback hay không đây? Nhìn qua thì đang chơi bang hội cũng như là tương tự. Tương tự này gà nó mổ nhìn cũng ghê hết. Ồ, nhưng mà bốn hóa hình trâu quá. Trước đây là anh em mình chơi 6 hóa hình thì nó ngon hơn nhiều. Savannah thì có quyền trượng thì nó tích cái số của quyền trượng lên. Bây giờ nó khè thì thôi, quá thốn. Ok, may là có thêm cả chiến lợi phẩm nữa. Chuyện A, chiến lợi phẩm hồi máu. Hay quá, hồi được 7 lít. 7 lít nữa nào. Đại sư, may quá vẫn giữ được giữ phong độ. Ngon. Bát và Zoe luôn à, nhiều năm tiền thế. Trời đất ơi. Ao xin luôn à, trời ơi. Dây si à. Dây si thì trận này cố gắng nuôi dây si 3 này, xây ra chưa lên 2 đây. Cho em cái con Savannah 2 cái là em gọi là dự báo ổn áp luôn. Ui, một phát xoay bài khá là nhanh đến từ vị trí của AP Nguyệt Tộc. Trong cái đấy thì phát đại ca vẫn có cho mình được con COU Ngọc Long hóa hình kết hợp với bang hội. Mạnh phết. Nhưng mà Savannah của chúng ta khé rất tốt. Hạt lửa quá thốn. Siêu du với một sao thôi cho nên là anh mình khả năng là vẫn sẽ bắt nạt được. Ok, bây giờ thì 4 đánh 1. Không chột thì cũng phải gãy con mẹ ở trần luôn. Siêu du tốn rất nhiều thời gian để có thể tiêu diệt Gna châu chó của mình. Đáng đầu tư cho thằng em Gna đấy chứ. Anh em nhỉ? Khá là nhiều tiền lấy luôn đi. Đang cần tiền. Là còn thêm cả vuốt rồng và thêm một cái. Đây. Lời thề hộ vệ luôn đi anh em ạ. Còn gì nữa đâu. Đội hình của chúng ta bây giờ là khá mạnh rồi, xây ra hai thì mình nghĩ đẹp ổn rồi. Và nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Level 8 luôn được con Savannah 2 thì cũng gọi là nhân phẩm đấy. Nhân phẩm đấy anh em ơi. Đừng quên là comment những cái ý tưởng cũng như là đội hình mà anh em yêu thích để mình có thể cố gắng thực hiện nhé. Hoặc là có những câu hỏi giải đáp thắc mắc gì thì hãy cứ bình luận luôn, mình sẽ cố gắng trả lời tất cả comment của anh em. Và ông nào mà chưa tham gia group của mình thì hãy nhớ tham gia để có thể chia sẻ về những khoảnh khắc chơi game của anh em nhé. Link nhóm và link Facebook của mình thì mình sẽ ghim comment ngay ở bên dưới thôi. Giờ thì chắc là mình sẽ úp cấp 9 thôi. Kẹp thêm bát và là hợp lý, có thêm được một cuốn bang hội cũng như là bát nhiều khi là nó cũng có giúp cho chúng ta lật kèo luôn đấy. Rồi, You Got No Hope cũng có Savannah chiến binh rồng lại. Savannah đỉnh luôn này. Kai'Sa là có hai cái chén sức mạnh búp luôn cho Savannah luôn. Ai chà, nhưng mà Savannah của mình có vuốt rồng rồi. 4.100 máu, Savannah của mình 4.700 máu cơ. Tính tiền cho Savannah của team bạn. Pew.
Nhưng mà đây là mới ông này mới 1 sao thôi, lên được 2 sao thì mình hơi mệt đấy. Hơi mệt đấy. 6 chiến binh rồng. Rồi, 6 trận win liên tục. Giờ thì chắc mình sẽ cố gắng giữ tiền và úp cấp 9. Đây này, cái ông top 1, ông xanh từ đầu, từ nhỏ luôn rồi, sinh ra đã kiểu như là xanh như rau rồi. Bây giờ mà bắt đồng ý phế thì hơi mệt, không hơi khó đấy. Mình thì đầu game thì đang rất là vất vả. À đây, ui còn 2 cờ sao trên tường nữa ông này. Chơi game gì mà nhân phẩm thế? Mình chưa kể là anh ta đang cấp độ 9 nhá anh em nhá. 2 cờ sao xếp tướng, ao xin đội hình khá là nhiều rồng. Eo ơi, sợ thế. Mình không đánh bại ông này thì anh em cũng cũng gọi hơi mệt với ông này đây. Savannah. Savannah solo với ao xin. May là có vuốt rồng, anh em phải lắp cái vuốt rồng chí mạng thật. Hành quá, vẫn ăn được. Sáu mươi chín tiền, 7 trận thắng liên tục. Giờ thì cứ để dành thịt úp cấp. Còn anh em nào mà thích đam mê cuồng long thì anh em có thể kẹp thêm 8 cuồng long cũng được. Nhưng mà bây giờ tìm con Senna là hơi bị vất vả đấy này. Nhưng mà 8 cuồng long thì chúng ta sẽ bỏ đi một hóa hình thì nó hơi fail đấy nhở. Trận này gặp A Phê Nguyệt tộc xoay bài sang kim ở cái huyện Long rất nhanh nha. Chuyển sang bên này đi. Phê Nguyệt tộc xoay bài nhanh đấy. Ô cũng chuyển sang bên này nhanh luôn à. Ghê gớm quá. Tôi tính cho con xe ra nó né né đi tí nhưng mà không không được. Ừ, rồi ôi. Để dài nó quạt kìa. Thốn phết. Ai chà. Rút lông. Ok. Ăn được anh em ơi. Vút rồng chí mạng thật sự luôn. Ui sổi mày vai. Suýt nữa thì thua. Đi chợ nào. Chúng ta có diệt khổng lồ đồ long lấy ra xua không hay lấy diệt đi, diệt khắc chế mấy ông chơi rồng cái. Tôi là hơi sợ mấy ông chơi rồng về cuối game đây này. Tôi cũng chơi một rồng nhưng mà chỉ có một con thôi. Sợ mấy ông chơi 4 rồng 5 rồng lắm. Mà sắp tới như chuẩn bị có búp mới rồi, 6 rồng thì phải. Rakan 2, ok. Cho em xin em chút xây ra đi. Xây ra đồ đẹp, Sevana đồ đẹp, Kurna cũng đẹp luôn. Úp cấp và cho thêm bát vào. Vừa kích hoạt được bang hội và bí ẩn. Đội hình cực đẹp luôn anh em ạ. Chuẩn bài luôn, chuẩn bài xích xẻ hoa leo rank cho anh em luôn. Ui, nhìn cái đội kiểu hình của ông Holybear này nhìn nó cứ sao sao ấy anh em nhỉ. Nó yếu yếu kiểu gì ấy. Mới gray 1 sao thôi. Hay là bắt nạt được mình bây giờ thì chắc là hơi khó đây. Rồi phát đại ca siêu du 2 rồi. Siêu du 2 là hơi mệt nha. Mà có dịch khổng lồ để làm gì. Quậy đấy. Úi giời ơi. Nhiều tiền kinh khủng. 13 tiền này anh em này. Thắng thêm 1 tiền là 14 tiền. Đúng kiểu giữ phong độ luôn. 10 trận thua. Sau đó thì cố gắng thêm 1 trận nữa là 10 trận thắng liên tục này. Kiểu lật kèo luôn mà. Giờ thì mình không biết roll cái gì 2 sao nữa đây. Gray 2 rồi. 8 Huyễn Long à. Ghê thế. Trên này khả năng mình sẽ gặp bạn Chay hoặc là Holybear. Holybear còn 2 sao chấp tướng thì à, OP quá. Hơi rén người anh em Holybear thôi. À, vãi chai thôi. Chúng ta gặp bản sao của Holybear Gray 2. À, khả năng đây là đội hình Seraphine à.
đội hình này cũng là hot meta một thời. Hot meta một thời thôi. Ui rồi ôi, một bạn nào đã phải bay màu rồi. Đó chính là Holy Bear. Bản sao của chúng ta. Cuồng đao Gosu. Và đương nhiên trang bị này thì mình sẽ ném cho Seiya luôn rồi. 10 trận thua, sau đó thì 10 trận thắng. Và cuộc chơi hiện tại thì cũng chỉ còn lại 3 người mà thôi. Afe Nguyệt Tộc. Đây là một vị tướng 2 tiền ở mùa mùa mấy mình không nhớ rõ. Chắc là mùa 4. Afe 4 sao ấy anh em. Ghê lắm, còn Afe thời đấy đánh ác. Sao chết tướng không? Sao chết tướng? Không có rồi. Ok. Zoe à? Nhiều Zoe đấy. Rồi tiếp, rồi luôn. Nhiều vã, mãi mãi nồi. Dây si này. Rồi luôn, ui. Đâu chơi rồi nào mà gian lắm thế, không biết nữa. Bạn này có Asin 2 rồi, bạn kia thì có vẻ như sắp lên để giai 3 à? Trận này là anh em đánh ghê quá nhỏ. Mình phải chuyển sang bên này để có thể né cái trưởng của con ấy thôi. Để dai thôi. Ok à. Ăn được bạn này không biết nữa. Phải rồi. Xảy ra gì mà quẹt mãi hơn thằng Yasuo này. Nó cứ trơ mặt ra vậy ta à. Rút lông. Hay quá, 11 trận thắng liên tục. Bên này thì Auxin thì khỏi khỏi nói rồi anh em ơi, sợ vãi. Dây si Yasuo. Chắc mình cần cũng phải cần về cái sự đột biến thôi. Ui giời ơi, Tử Long đại pháp. Hộp Pandora đang chờ xào đồ. Nhìn khiếp vãi nồi. Còn hai sao chiếc tướng nữa. Ông này chắc tính lên cái gì 3 sao đây này. Sợ thực sự. Rồi AP có vẻ như biết thua rồi cho nên đầu hàng luôn. Cố lên anh em của tôi ơi. Trận thắng thứ 12 nào. Ui, thằng Auxin nó tè rồi. Nhưng vẫn còn đó là Savannah. Vuốt rồng. Cố lên. Ui, không kịp hồi máu luôn. Thất bại rồi mọi người ạ. À. Bát. Auxin à. Dây si này. Thôi xong rồi. Yasuo 2 hay mình chơi liều đi. Bắn xảy ra đi nhá, cho Yasuo 2 vào đi. Chứ bây giờ anh em mình cũng hết hết sự lựa chọn rồi. Xảy ra là anh không được, phải để cho Yasuo xem sao. Giờ là phải chơi liều như thế này thôi. Xem nào. Ui giời ơi. Yasuo may ra nó còn khống chế thằng Auxin kia cho nó bớt khè đi anh em nhỉ. Đấy, ăn được này. Ok. Nhưng bạn này vẫn có kiểu đáng sợ kinh khủng luôn. Kiểu vừa nhiều máu lại còn hai sao chết tướng nữa mà. Sợ vãi. JC à? Nghe quả thằng em JC này hay lấy máy chiếu nhỉ? Mình sẽ cho liều lấy JC đi. Mong mình sẽ lên được JC 3 để còn gỡ gạc chứ. Thì mình cũng chỉ còn một con nữa thôi anh em ạ. Một con nào.
Ui. Ui rồi ôi, sai thật rồi. Ui không có rồi. Không dễ nhận như mình nghĩ. Thế bên vậy là cái mình chiếu chiếu thằng ăn xin thì cũng may ra còn ok hơn đấy. Đây rồi. May vai. Một cú click cuối cùng. Bắt luôn vô cực. Búp luôn thần long ban phước. Để xem là JC 3 sao có thực sự cánh tim hay không đây. Cố lên nào everybody. Everybody. Ui, chém đi. Ui rồi ôi. Ui. Nice. Ăn được anh em ơi. Tiếp tục là một Yasuo nữa. Terra. Terra thì mình cũng không kẹp vào được. Bây giờ thì cũng không có con nào vào được anh em ạ. Còn hiện tại thì Volibear thì nó cũng đang kích cho mình kiểu chiến binh rồng ấy. Cho nên cứ giữ lại xem sao. À, quả JC3 này không biết là được kèo không đây. Sợ vãi trưởng. Thì hai cái đại bác á. Bạn này đang muốn xả đồ đẹp hay sao ấy? Xả đồ đẹp thì có vẻ hơi lâu. Cố lên nào. Rồi xong ra xuôi đi chém Auxin đi, chém Terra làm gì. Rồi xong nó tè rồi. Xong rồi đi luôn rồi. Vãi nồi, ông Yasuo bóp vãi nồi. JC 3 sao cũng không ăn thua. Nhưng mà chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi phải không nào. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye anh em. GG.